Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký và ủng hộ cho kênh Ô tô 360 trong thời gian vừa qua. Vâng, hôm nay Ô tô 360 chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV. Đó là chiếc xe Toyota Innova đăng ký 8 chỗ ngồi xe gia đình. Đây là chiếc xe Toyota Innova 2.0 bản E số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Sau đây, tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về chiếc xe ô tô Innova này. Chiếc xe sau 4 năm sử dụng thì nó còn đẹp như thế nào, chất lượng ra làm sao và chủ xe đi những gì như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về chiếc xe Innova này. Thật với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Toyota Innova 2015 mà chúng tôi vừa mới mua chiều qua. Nói là mua thôi nhưng mà thực ra đây là một cái vụ đổi gác. Quý vị và các bạn chắc còn nhớ là hôm trước tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Innova 2018 đúng không ạ? Chiếc xe Innova 2018 màu đồng cánh kim của chúng tôi đã được chủ xe đến và mua và đổi lấy chiếc xe này đấy ạ. Chiếc xe này của chủ xe được đăng ký là năm 2015, màu nâu vàng. Chiếc xe đã đăng ký biển Hà Nội. Chúng tôi sẽ quay toàn bộ chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới nhận buổi chiều tối ngày hôm qua, rất là muộn rồi, chúng tôi nhận muộn rồi cho nên là sáng hôm nay chúng tôi đã đem ra đây để quay cho quý vị và các bạn cùng xem luôn này. Tất cả chiếc xe này còn chưa rửa, chưa dọn dẹp gì. Chủ xe đi như thế nào là tôi nhận lại và tôi đem ra đây để quay cho quý vị và các bạn y như thế vậy đấy. Sản xuất năm 2015 nên là đã lên được form mới rồi ạ. Quý vị và các bạn cũng nhận qua cái nhìn qua cái mặt ca lăng này là sẽ thấy được đây là form mới rồi ạ. Đèn xi nhan được tích hợp trên gương. Chủ xe cũng đã rất là cẩn thận ốp toàn bộ cái phần gương chiếu hậu này, tay nắm cửa cả bốn cánh, nguyên một dàn lốp mới thay. Dàn lốp này mới thay cho nên là quý vị và các bạn rất là yên tâm. Nếu như quý vị và các bạn bây giờ lấy xe về thì có đi thôi, chứ không phải sơ sửa thiết một cái việc gì cả trên xe này. Tuy chúng tôi chưa dọn dẹp gì nhưng mà nó còn rất là đẹp. Toàn bộ phần sơn bên ngoài là không phải sơn này, chúng tôi không phải sơn một tí nào này. Lốp nhất là đã thay rồi, không phải thay nữa này. Cho nên quý vị và các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Quý vị xem qua về cái phần ba đời sốc trước hay còn gọi là cản trước đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng cho nên là toàn bộ vẫn còn đẹp. Toàn bộ đèn pha cũng còn rất là mới và sáng, chưa có dấu hiệu của sự va chạm hay là vỡ gì cả. Cũng giống như ba đời sốc trước thì ba đời sốc sau cũng vậy. Ba đời sốc sau cũng còn rất là nguyên bản, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng này. Hệ thống đèn hậu cũng còn rất mới và sáng bóng, chưa có một vết nứt vỡ. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe đã lắp thêm cảm biến lùi. Có cảm biến lùi này rất là tiện dụng nha quý vị và các bạn.
nếu như quý vị và các bạn lùi vào chuồng hoặc những nơi chật hẹp thì nó rất là tiện lợi. Chúng tôi sẽ cố gắng quay thật chi tiết để cho quý vị và các bạn xem qua về video, quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn mới như thế nào. Nhưng mà chúng tôi cũng khuyến khích quý vị và các bạn xem đến xem trực tiếp và check các kiểu luôn. Mua cái xe cũ thì quý vị và các bạn nên bỏ thời gian ra, đừng tiết kiệm thời gian làm cái gì cả. Quý vị và các bạn xem qua clip để tham khảo thôi, sau đó đến tận nơi chúng tôi để xem chiếc xe này cùng chúng tôi test gương chiếu hậu. Chủ xe cũng đã lắp thêm gương cầu để soi cho nó dễ đẹp, quan sát cho nó dễ hơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi sẽ tiến vào để xem lại cái khoang nội thất của xe như thế nào ạ. Quý vị và các bạn cũng thông cảm nha, ngay như chúng tôi nhận buổi chiều tối ngày hôm qua rất là muộn rồi, cho nên là chiếc xe này chúng tôi vẫn chưa rửa, vẫn chưa dọn dẹp gì cả, rất là nguyên bản theo như chủ xe còn đăng ký. Tất cả còn nguyên bản hết, cho nên là quý vị và các bạn phải thông cảm là nó rất là bụi. Đây là cái nút gương gập điện, nguyên bản là chiếc xe này là gương không có gập điện, nhưng mà chủ xe cũng đã chế lên cái gương gập điện như này. Toàn bộ cái ốc của bản lề cánh cửa này, ốc khóa này còn nguyên, chưa có dấu hiệu của sự tháo mở. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có đâm đụng hay là va chạm gì cả. Tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015. Đây là toàn bộ cánh cửa sau. Bản lề cánh cửa sau đây ạ. Toàn bộ các ốc này là chưa có hết vặn, hết tháo mở gì cả. Trần xe đây ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng quay thật là chi tiết để quý vị và các bạn xem. Và quý vị và các bạn ơi, đây là chiếc xe mà nó còn rất là mộc mạc nha, chưa có dọn dẹp gì cả. Đến cái bụi vật chưa bị rửa, còn chưa rửa, cho nên là nó vẫn. Nếu như có thời gian là ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thôi, chúng tôi sẽ dọn dẹp thì là chiếc xe này nó sẽ lại đẹp trong lanh ngay. Đây là hàng ghế sau ạ, còn đang rất là mới và đẹp, chưa có nhàu nhĩ gì cả, cho nên là chứng tỏ là cái lượng người ngồi ở phía sau này là không có người ngồi phía sau mấy ạ. Đang đi cánh cửa bên cùng đấy. Rất là đẹp. Đây là toàn về phần táp lô của xe. Trên táp lô này là đây là những cái vết mà keo chủ xe đã dán ra nhé. Cái keo này sẽ đánh là nó hết luôn đấy. Keo này và đây là những cái vết bẩn thôi ạ. Vết bẩn nó xảy ra, đây là nếu như chúng tôi mà dọn rửa đi cái là nó hết sạch ngay ạ. Nhưng mà chúng tôi chưa có thời gian để dọn vì là chiếc xe này vừa mới nhận về buổi chiều tối ngày hôm qua. Xe được trang bị cái động cơ VVTi 2.0 lít đi kèm với hộp số sàn 5 cấp. Bây giờ chúng tôi sẽ quay toàn bộ cái chi tiết về cái phần máy này cho quý vị và các bạn xem ạ. Cái quan tâm đầu tiên là quý vị và các bạn hãy xem này, toàn bộ ốc cabo này, ốc tai này, ốc xương đằng trước này, chân đèn này. Đấy, quý vị và các bạn thấy nó nguyên bản chưa? Toàn bộ cái vết ốc này chưa có một vết cà lê hay vết tháo gì cả. Máy móc rất là bẩn. Chúng tôi chưa dọn rửa gì, nó bẩn như vậy đấy. Mua về những chiếc xe về thì thường là nó bẩn như này đấy.
Nhưng mà nếu như mà quý vị và các bạn xem ở trong salon thì là nó đẹp long lanh, là đấy là chúng tôi đã dọn dẹp lên rồi. Nhưng chiếc xe này tôi để mộc mạc nguyên như vậy ạ. Toàn bộ cái ốc máy này tất cả đều nguyên bản nhé quý vị và các bạn ạ. Không tìm thấy được một chiếc ốc nào mà đã có vết tháo đâu ạ. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.